Unit 4, My Neighborhood. A Closer Look to. Grammar. Grammar. Trong bài này thì các em chủ yếu chúng ta được thực hành về phần ngữ pháp. Comparative adjectives. Và phần ngữ pháp chính trong bài này của chúng ta là so sánh hơn của tính từ các em nhé. Trước khi đi vào làm từng bài tập 1 thì chúng ta hãy cùng đi đọc với cô một số những từ vựng khó trong bài và chúng ta hãy xem phần ngữ pháp chính của bài. Phần từ vựng như sau: vocabulary, comparative adjectives, so sánh hơn của tính từ. Ở đây thì chúng ta có các cái cặp tính từ như sau. Những cặp tính từ ngắn của chúng ta là tall, taller, thì tính từ nguyên mẫu là tall, là cao. Taller là hình thức so sánh hơn của tính từ ngắn này. À, chúng ta thêm đuôi er vào là cao hơn. Lát nữa trong cái phần ngữ pháp cô sẽ giải thích kỹ hơn. Noisy, noisier. Big, bigger. Hot, hotter. Small, smaller. Old, older. Busy, busier. Quiet, quieter. Wide, wider. Cheap, cheaper. Peaceful. Thì đây chúng ta bắt đầu chuyển sang những cái tính từ dài các em nhé. Đối với tính từ dài thì không có hình thức là thêm đuôi er phía sau mà chúng ta chỉ đọc cái tính từ nguyên mẫu của nó thôi. Bắt đầu từ cái từ này: peaceful, exciting, crowded, boring, modern. Beautiful, delicious, normally. Ở đây chúng ta có một số những trạng từ. Ví dụ như trạng từ này, normally, thông thường. Hay là trạng từ more. Thì trạng từ này chúng ta dùng trong cái câu so sánh, dùng để tạo nên thể so sánh cho tính từ ở trong câu. Và nó có nghĩa là hơn hoặc là nhiều hơn. Hoặc em có từ less, ít hơn. Danh từ traffic, traffic là giao thông. Bây giờ các em sẽ sang phần ngữ pháp chính của bài này. Grammar là phần ngữ pháp. Và như cô nói hồi nãy thì trong bài này chúng ta có phần ngữ pháp chính, đó chính là so sánh hơn của tính từ. Vậy trong phần so sánh hơn của tính từ này thì chúng ta sẽ chia ra làm tính từ ngắn và tính từ dài các em nhé. We can use comparative adjectives to compare to people or things. Thì chúng ta sử dụng so sánh hơn của tính từ để so sánh hai người với nhau hoặc là hai vật với nhau. Đã gọi là so sánh thì chúng ta phải có hai, đúng không? Bây giờ các em sẽ đi vào phần thứ nhất, phần 1 là cấu trúc câu và ví dụ của so sánh hơn đối với tính từ ngắn các em nhé. Phần cô viết màu đỏ đây là cái cấu trúc của nó và nhìn vào đây chúng ta cũng biết được là tính từ, cô đang nói đến tính từ nào. Ở đây phần 1 là nói về tính từ ngắn. So sánh hơn của tính từ ngắn thì cô có ví dụ như sau: Tom is taller than Mary. Câu này có nghĩa là Tom cao hơn Mary. Thì đã gọi là so sánh thì chúng ta phải có một cái hơn hoặc là cái gì đó hơn, đúng không? Cao hơn hay là nhỏ hơn hay là thấp hơn cái gì đó. Thì ở đây tính từ được xác định là tính từ ngắn. Vậy cách xác định tính từ ngắn hay tính từ dài thì thông thường chúng ta sẽ có cái cách là các em thấy cái âm tiết của nó. Nếu như có một âm tiết thì sẽ là tính từ ngắn, hai âm tiết trở lên sẽ là tính từ dài. Tuy nhiên, đó chỉ là thông thường thôi các bạn nhé. Còn nếu như chúng ta có một số trường hợp đặc biệt ấy, thì tí nữa cô sẽ giải thích ở phần dưới, ở phần sau. Vậy thì qua ví dụ này, Tom is taller than Mary. Thì chúng ta rút ra được cái công thức nó như sau. Tom ở đây là subject 1, có nghĩa là cô viết phần màu đỏ này. Đây là chủ ngữ 1, bởi vì so sánh thì phải có hai cái chủ ngữ so sánh với nhau. Sau đó là động từ to be. Thì động từ to be ở câu ví dụ này là is. Nó sẽ là is, am hoặc là are thì tùy theo cái chủ ngữ. Đây là chủ ngữ ngôi thứ ba số ít, chúng ta dùng y. Sau đó đến tính từ ngắn là tall cộng với đuôi er, thì ở đây chúng ta viết liền vào tính từ, nó trở thành là taller. Sau đó là từ than, thì từ than ở đây là chúng ta viết nguyên như vậy. Và chủ ngữ hai trong câu này là Mary. So sánh Tom với Mary, đây là so sánh hai người, đúng không? Đây là cái cấu trúc của nó. Các bạn phải thuộc cái phần màu đỏ này. Đây gọi là cái công thức, cái cấu trúc của câu so sánh hơn tính từ ngắn. Và đây chỉ là một ví dụ thôi, lát nữa các em sẽ làm nhiều ví dụ trong bài nhé. Chúng ta sang phần thứ hai, phần hai nhỏ là so sánh hơn của tính từ dài. Các em nhìn vào phần chữ màu đỏ bên dưới đây, chúng ta sẽ có cấu trúc hay là gọi là cái công thức so sánh hơn của tính từ dài như sau. Chúng ta nhìn vào ví dụ:
living in the countryside is more peaceful than living in a city. Cái chủ ngữ một của chúng ta là living in the countryside. Đấy. Còn động từ to be là is, bởi vì chủ ngữ này là danh từ số ít, chúng ta dùng to be là is. Sau đó đến từ more, thì các em nhìn trong cấu trúc này, be rồi đến more, thì cấu trúc này của chúng ta là từ more. Sau đó đến tính từ dài, thì tính từ dài ở đây là peaceful. Sau đó đến từ than, thì từ than là có trong câu. Và sau đó đến chủ ngữ 2. Chủ ngữ 2 là cái cụm từ living in a city. Được chưa? Như vậy thì trong đây cô chỉ giải thích cho các em hiểu cái cấu trúc, hiểu cái cách chúng ta dùng, và chúng ta chỉ có một ví dụ thôi. Trong bài các em sẽ có nhiều ví dụ hơn nhé. Phần này thì cô có mở rộng thêm một chút để chúng ta nắm rõ về phần so sánh hơn của tính từ ngắn cũng như tính từ dài. Đó chính là phần chú ý. Cô có mấy cái mục chú ý như thế này. Mục 1 là tính từ ngắn. Thì thông thường đối với tính từ ngắn là chúng ta sẽ thêm đuôi er trong câu so sánh hơn các em nhé. Ví dụ như hồi nãy đó, chúng ta có trong câu so sánh này là tính từ ton, thì chúng ta thêm đuôi er. Ok, đó là cái chú ý thứ nhất. Chú ý thứ hai, nếu tận cùng là y dài thì chúng ta phải đổi thành y ngắn rồi mới thêm đuôi er trong phần tính từ ngắn. Ví dụ như là noisy thì chúng ta sẽ đổi thành noisier. Như vậy nó đặc biệt các em nhé. Chúng ta đọc là noisy nhưng nó lại không phải là tính từ dài đâu. Đấy, vì tận cùng nó là y dài, vì đây là những cái trường hợp chú ý, những trường hợp đặc biệt mà, cho nên chúng ta sẽ đổi y dài này thành y ngắn này, các em thấy này, rồi chúng ta mới thêm đuôi er vào đây. Đấy, noisy, noisier. Hoặc là từ happy, happy, chúng ta đọc cũng có hai âm tiết thật nhưng cuối cùng nó là y dài, như vậy nó được xếp vào tính từ ngắn trong phần đặc biệt, và chúng ta có là happy, happier, happier. Đấy, chúng ta đều cứ đổi cái đuôi của nó như thế này các bạn ạ. Chú ý thứ ba, nếu sau cùng là một phụ âm và trước nó là nguyên âm ngắn thì chúng ta nhân đôi phụ âm quấy rồi mới thêm đuôi er. Ví dụ như là từ hot, hot nó là tính từ ngắn rồi nhưng không phải chúng ta để nguyên vậy mà thêm đuôi er vào, giống như từ toddler hồi nãy mà các em thấy tận cùng là chữ t này thì nó là phụ âm, trước nó là chữ o là nguyên âm ngắn, một trong năm nguyên âm ngắn vệ oải đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ nhân đôi chữ t này lên đấy, rồi mới thêm er, hot, hotter. Hoặc là từ big, bigger. Cái lưu ý thứ tư cho mình là những cái tính từ ngắn đặc biệt tận cùng đó là ed thì chúng ta vẫn cứ dùng more cộng với tính từ, có nghĩa là chúng ta dùng nó như là tính từ dài vậy đó. Các em đọc từ please, please nó chỉ có một âm tiết thôi nhưng mà chúng ta vẫn dùng là more cộng với please. Vậy thì cái kiểu mà more cộng với tính từ này thì nó phải dành cho tính từ dài đúng không? Đặc biệt ở chỗ đó chứ chúng ta lại không được thêm đuôi er vào tính từ này các bạn nhé. Cái chú ý thứ năm cho mình là một số tính từ vừa là tính từ ngắn lại vừa là tính từ dài. Đó là những cái tính từ mà nó kết thúc bằng những đuôi có chữ cái như thế này. Chữ cái như này, cô đọc tiếng Việt nhé. L-E này, O này, W-E-R-E-T. Thì nó vừa là tính từ ngắn, vừa là tính từ dài. Ví dụ như chúng ta có từ quiet. Quiet, nó hai âm tiết đấy các bạn. Nhưng mà nó lại là tính từ ngắn, chúng ta được thêm đuôi R vào và nó trở thành là quieter. Quieter. Chúng ta cũng có thể sử dụng là more quiet. More quiet, nó đặc biệt như vậy đấy. Nó vừa là ngắn, nó vừa là dài. Hoặc là tính từ clever, chúng ta có thể dùng cleverer, thêm đuôi er, hoặc có thể dùng theo dạng tính từ dài là more clever như thế này các bạn nhé. Đấy, như vậy thì có rất nhiều những cái lưu ý cho chúng ta mà để nhớ được mà tất cả cái phần so sánh hơn của tính từ ngắn và tính từ dài như thế này thì chúng ta phải học bài thật là kỹ và các em thực hành nhiều lần chúng ta mới nhớ được, chứ còn học một lần hay đọc một lần chưa nhớ được ngay các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng những phần từ vựng cũng như là ngữ pháp cô vừa giải thích để chúng ta quay lại bài học và chúng ta làm bắt đầu với bài tập 1 nhé. Comparative adjectives. Comparative adjectives là so sánh hơn của tính từ. 1. Complete the following sentences with the comparative form of the adjectives in brackets. Number 1 is an example. Với bài 1 này thì chúng ta sẽ làm yêu cầu như sau. Hoàn thành những câu dưới đây với hình thức so sánh hơn của tính từ trong ngoặc. Câu 1 là một cái ví dụ cho mình. Có nghĩa là câu 1 người ta viết màu đỏ này, người ta làm mẫu cho mình cho các em. Chúng ta nhìn vào tranh, đây các bạn thấy này, có một tòa nhà cao và một tòa nhà thấp hơn. Như vậy là chúng ta biết là so sánh hai tòa nhà với nhau. Và câu này được so sánh là this building is taller than that building. Tòa nhà này thì cao hơn là tòa nhà kia. Các em có nhớ về cái cấu trúc và công thức so sánh hơn của tính từ ngắn mà cô đã giải thích hồi nãy không? Như vậy trong câu này, this building là chủ ngữ 1, is là to be, taller là tính từ ngắn thêm đuôi er, than là từ than trong cấu trúc. Và that building là chủ ngữ 2. Bây giờ các em sẽ lần lượt làm các câu tiếp theo các bạn nhé.
Chúng ta sẽ có câu số 2, my neighborhood, khu lân cận của tôi hay là khu phố của tôi is chấm chấm than your neighborhood, hơn là khu lân cận của bạn. Chúng ta có từ noisy. Vậy thì để mà viết được câu so sánh như thế này, các em phải phải xác định được cái tính từ đó là tính từ ngắn hay là tính từ dài các bạn nhé. Bởi vì chúng ta xác định nó là tính từ ngắn hay tính từ dài thì chúng ta mới có thể sử dụng cái cấu trúc cho đúng được. Bây giờ noisy này là hai âm tiết nhưng nó là y dài ở cuối cùng, cho nên nó sẽ được xác định là tính từ ngắn, đúng không các bạn? Cho nên chúng ta sẽ có như sau: my neighborhood is noisier than your neighborhood. Khu phố của tôi thì ồn ào hơn khu phố của bạn. Câu số 3, các em có từ là big. Như vậy đây là tính từ ngắn và nó cũng đặc biệt là chúng ta sẽ nhân đôi âm cuối, đúng không? Lớn, lớn hơn. Và chúng ta có thể xem tranh này các bạn. Đấy. Một bên là 20.000 mét vuông và một bên chỉ có 10.000 mét vuông thôi. Như vậy thì chúng ta thấy cái quảng trường này ở Hà Nội thì lớn hơn quảng trường ở Hội An. Các em có câu the square in Hanoi is bigger than the square in Hội An. Number 4, câu số 4. Câu số 4. Living in the countryside is than living in a city. Và các em có một tính từ là peaceful. À đây là tính từ dài rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ có cấu trúc câu của tính từ dài giống như hồi nãy cô đã nói nhé. Các em có là living in the countryside is more peaceful than living in a city. Câu số 5. Tính từ exciting, đây lại là tính từ dài. Câu của chúng ta sẽ là is living in a city more exciting than living in the countryside? Đây là một câu hỏi yes, no, nhưng mà nó không quan trọng. Quan trọng là chúng ta dùng đúng cấu trúc câu so sánh hơn của tính từ là được các bạn nhé. Các em có thể ghi lại bài tập để chúng ta xem thêm. Qua bài tập tiếp theo, chúng ta vẫn tiếp tục luyện tập ngữ pháp với phần so sánh hơn của tính từ. Comparative adjectives. 2. Use the correct form of the words in brackets to complete the letter. Ở bài 2 này, các em sử dụng hình thức đúng của những từ trong ngoặc để hoàn thành vào lá thư. Và những từ trong ngoặc này là tính từ. Chúng ta sử dụng hình thức đúng của nó, có nghĩa là chúng ta phải xác định nó là tính từ ngắn hay là tính từ dài để các em viết cho đúng. Chúng ta cùng xem bài nhé. Dear Nick, gửi bạn Nick. How are you? Bạn có khỏe không? Hanoi is beautiful but it's too busy for me. Hà Nội rất là đẹp nhưng mà nó quá là ồn ào đối với tôi. I'm having a great time at Cửa Lò Beach now. Bây giờ tôi đang có một khoảng thời gian tuyệt vời ở bãi biển Cửa Lò. The weather is hotter than that in Hanoi. Thời tiết thì nóng hơn ở Hà Nội. Thì câu số 1 này đã được làm mẫu cho mình với hình thức so sánh hơn của tính từ ngắn hot, hotter. The houses and buildings are. Những căn nhà và những tòa nhà thì small là nhỏ đúng không? And old. Old ở đây là cổ. Than those in Hanoi. Những căn nhà và những tòa nhà này thì nó nhỏ hơn và nó cổ xưa hơn là những cái căn nhà và tòa nhà ở Hà Nội. Chúng ta có hai tính từ. Và small là tính từ ngắn, các em dùng smaller. Old cũng là tính từ ngắn, chúng ta dùng older. The streets are wide with less traffic. Đường phố thì rộng hơn với ít cái phương tiện giao thông, ít giao thông hơn. Thì chúng ta thấy wide đây cũng là tính từ ngắn, các em dùng là wider. Và tận cùng là e thì chúng ta chỉ thêm chữ r nữa thôi là wider các bạn nhé. À các em thêm cái phần lưu ý này vào trong phần ngữ pháp hồi nãy cho cô nhé. Có nghĩa là tận cùng là e thì chúng ta chỉ cần thêm chữ r như thế này thôi. Wide, wider. The seafood here is delicious. Ở đây chúng ta có delicious là tính từ dài. Thức ăn biển ở đây thì ngon và rẻ hơn với thức ăn biển ở Hà Nội. Cheap lại là tính từ ngắn. Đối với tính từ dài delicious, các em dùng more delicious. Còn từ cheap thì chúng ta lại dùng là cheaper vì nó là tính từ ngắn nhé. See you soon, hẹn gặp mà bạn lại. Vì đây là ký tên. Như vậy là chúng ta đã làm xong bức thư ở bài tập 2. Qua bài tập số 3, chúng ta vẫn tiếp tục luyện tập phần ngữ pháp với phần so sánh hơn của tính từ. Comparative adjectives. 3. Look at the pictures of the two neighborhoods, Bin Min and Long Son. Compare two neighborhoods. You can use the adjectives below. Okay, ở bài tập 3 này chúng ta hãy nhìn vào các bức tranh của hai khu lân cận này, hoặc là hai khu phố.
hai khu lân cận này, Bình Minh và Long Sơn. Các em hãy so sánh hai khu lân cận. Chúng ta có thể sử dụng các tính từ bên dưới. Đầu tiên, các em hãy đọc các tính từ và chúng ta sẽ xác định xem đây là tính từ ngắn hay tính từ dài các bạn nhé. Noisy, noisy, ồn ào, đây là tính từ ngắn. Crowded, crowded, thì chúng ta dùng đây là tính từ dài. Quiet, quiet, đây là tính từ đặc biệt, các em có thể dùng theo tính từ ngắn cũng được nhé. Peaceful, tính từ dài, thanh bình. Modern, tính từ dài, là hiện đại. Busy, tính từ ngắn, là ồn ào, bận rộn. Boring là tính từ dài, buồn tẻ, buồn chán. Các em xem hai bức tranh. Đây là một cái neighborhood, là một cái khu phố thứ nhất. Chúng ta so sánh ở trong tranh, đây là Bình Minh. Còn đây là Long Sơn. Các em có thể xem tranh trước khi mà mình làm những câu so sánh. Bây giờ các em sẽ dựa vào cái phần so sánh mà cô hướng dẫn hồi nãy, chúng ta sẽ làm các cái câu so sánh. Chúng ta xem ví dụ. Bình Minh is noisier than Long Sơn. Bình Minh thì ồn ào hơn là Long Sơn. Bây giờ các em sang crowded. Đối với crowded này, các em dùng tính từ dài, cho nên chúng ta sẽ nói là Bình Minh is more crowded than Long Sơn. Phần này thì cô sẽ nói như vậy và các em tập ghi lại nhé. Cô không viết đáp án để chúng ta tự ghi lại cho quen. Đối với tính từ quiet thì cô sẽ dùng tính từ ngắn như sau. Yên tĩnh hơn. Yên tĩnh hơn thì chúng ta thấy là Long Sơn thì phải yên tĩnh hơn là Bình Minh rồi, cho nên chúng ta sẽ lấy Long Sơn làm chủ ngữ một, đúng không? Và các em sẽ có câu như sau: Long Sơn is quieter than Bình Minh. Peaceful, thanh bình, đây là tính từ dài. Vậy thì cái gì thanh bình hơn? Long Sơn là phải thanh bình hơn rồi, đúng không? Cho nên các em sẽ dùng là Long Sơn is more peaceful than Bình Minh. Modern là hiện đại. Vậy thì Bình Minh hiện đại hơn Long Sơn. Các em sẽ dùng Bình Minh làm chủ ngữ một. Bình Minh is modern. Is more modern than Long Sơn. Bình Minh is more modern than Long Sơn. Busy, tính từ ngắn, bận rộn. Vậy thì Bình Minh bận rộn hơn Long Sơn. Các em sẽ có câu là Bình Minh is busier than Long Sơn. Boring, buồn hơn, thì đương nhiên thì ở Long Sơn này là ở miền quê sẽ buồn hơn, đúng không? Chúng ta sẽ dùng Long Sơn làm chủ ngữ một. Long Sơn is more boring than Bình Minh. Đấy, phần đấy cô sẽ đọc chậm như vậy. Các em chưa ghi được thì chúng ta có thể tạm dừng hoặc là quay lại video để chúng ta ghi và làm toàn bộ bài tập này vào trong vở các bạn nhé. Comparative adjectives. Chúng ta vẫn tiếp tục luyện tập ngữ pháp so sánh hơn của tính từ. 4. Work in pairs. Ask and answer questions about Bình Minh and Long Sơn neighborhoods using the pictures in 3. Ở phần này chúng ta sẽ làm việc theo cặp, các em hỏi và trả lời những câu hỏi về Bình Minh và Long Sơn. Chúng ta sử dụng những cái bức tranh trong bài tập 3. Vậy thì đối với bài này, trong cái tiết học này thì cô đã nói rất là kỹ với các em về câu so sánh hơn của tính từ ngắn và tính từ dài trong cái phần ngữ pháp ở phần đầu bài. Cho nên đối với bài tập 3 và 4 này, cô sẽ không viết mà cô sẽ hướng dẫn và đọc cho các em thôi. Chúng ta sẽ tự viết lại câu, tạm dừng video viết lại câu để cho quen nhé. Các em làm việc theo cặp, hỏi và trả lời những câu hỏi về hai khu phố trong bài tập 3. Và chúng ta sử dụng những bức tranh ở bài tập 3. Ví dụ như thế này: Is Bình Minh noisier than Long Sơn? Bình Minh thì ồn ào hơn Long Sơn phải không? Chúng ta nhớ là Bình Minh là ở phố, còn Long Sơn là ở countryside, ở miền quê, đúng không? Cho nên câu trả lời sẽ là Yes, it is. Và tiếp nè: Is Long Sơn more modern than Bình Minh? Long Sơn thì hiện đại hơn Bình Minh phải không? Thì Long Sơn ở miền quê mà, không phải như vậy, nên chúng ta trả lời No, it isn't. Vậy thì tương tự như vậy, chúng ta có thể ví dụ như câu này, các em đổi cái chủ ngữ lên là Bình Minh is Bình Minh more modern than Long Sơn? Is Bình Minh more modern than Long Sơn? Thì câu trả lời lại là Yes, it is. Đúng không? Có nghĩa là Bình Minh thì hiện đại hơn Long Sơn, đúng không? Thì chúng ta lại trả lời là Yes, là đúng rồi. Vậy thì ở đây cô chỉ giải thích như vậy thôi, chúng ta có thể tự làm.
những cái ví dụ này các bạn nhé. Thì đối với câu hỏi yes no như này rất là đơn giản thôi. Các em có những cái câu trong bài tập 3 này rồi. Chúng ta chỉ cần đảo động từ to be lên đầu câu là chúng ta được câu trả lời, là chúng ta được câu hỏi, đúng không các bạn? Và câu trả lời thì các em có hai cách trả lời: yes it is và no it isn't. Như vậy là các em đã làm xong bài tập 3, bài tập 4.